Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là hai cái chiếc xe các bạn GLS 450 cũng như là EQS 500 SUV. Thì hai cái chiếc xe này là đại diện cho hai cái trường phái khác nhau luôn các bạn. Một chiếc xe thì GLS 450 thì các bạn biết rồi, nó quá là nổi tiếng cũng như là đã có rất là lâu, cũng như là nó rất là ổn định và gần như là tối ưu nhất hoàn toàn rồi ha. Đây là một cái chiếc xe mà bên Duy bán được rất là nhiều và hầu như các bạn không đủ xe để bán trong những năm vừa qua luôn đó. Và không chỉ riêng ở Việt Nam nữa mà cả thị trường ở Mỹ hoặc là ở những cái nước ở nước ngoài nữa đó. Và EQS 500 SUV là một cái chiếc xe mới hoàn toàn, một cái chiếc xe áp dụng hầu như tất cả những cái công nghệ gì mới nhất. Và đây là một cái chiếc xe thuần điện 100% và to nhất nhà Mercedes-Benz luôn rồi ha. Thì hai cái chiếc xe này các bạn là đại diện cho hai cái nền tảng khác nhau ha. Một cái là truyền thống rất là lâu năm cũng như là rất là ổn định rồi, và một cái chiếc xe thì áp dụng hầu như những công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất hiện tại. Thì với video clip này Duy sẽ cho các bạn xem sự khác nhau của hai cái chiếc xe này, và các anh chị các bạn chọn GLS 450 hay là EQS 500 SUV này nha. EQS 500 của chúng ta thì có chiều dài lên đến gần 5m2, trong khi đó thì GLS 450 của chúng ta thì có chiều dài lên đến gần 5m3, nhưng chiều dài cơ sở của chiếc xe EQS 500 SUV này thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với GLS 450. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy là về phần đầu xe của chiếc xe EQS 500, bởi vì đây là chiếc xe điện các bạn, cho nên không có sử dụng cái động cơ đó, cho nên việc cái đầu xe nó sẽ ngắn hơn. Đó là lý do tại sao cái chiếc xe EQS 500 SUV này nó sẽ ngắn hơn so với lại GLS 450 của chúng ta ha. Đó, về trọng lượng thì các bạn nghĩ là cái chiếc xe nào nó sẽ nặng hơn chiếc xe nào các bạn? Đó, thì các bạn thường sẽ nghĩ là đây là chiếc xe điện cho nên là khung gầm của nó hoặc là động cơ của nó không có động cơ, sử dụng động cơ điện cho nên nó nhẹ. Sự bạn, động cơ điện nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với lại động cơ xăng. Động cơ điện chỉ vài chục ký thôi, đâu đó khoảng 40 ký hoặc là 50 ký thôi, nhưng cái hệ pin của cái chiếc xe EQS 500 SUV này nó rất là nặng luôn các bạn, và được đặt ở dưới sàn xe đó, một cái hệ pin rất là to ha, và bố trí coi như là bằng một cái sàn xe này luôn các bạn, rất là to đó. Thì cái trọng lượng của cái hệ pin này nó lên đến khoảng tầm hơn 800 ký, cho nên là giúp cái chiếc xe EQS 500 SUV này nó sẽ nặng hơn các bạn. Thì chiếc xe này nó có trọng lượng lên đến là 2920 ký, và có thể nặng hơn GLS 450 của chúng ta khoảng đâu đó là 500 kg ha. Đó, và chiếc xe các bạn biết rồi ha, chiếc xe EQS 500 SUV này thì nó có một cái hệ pin rất là nặng, đặt ở dưới sàn xe và đặt ở một cái trọng tâm thấp. Đó, thì cái việc mà khi mà chúng ta vận hành cái chiếc xe EQS 500 SUV này thì nó sẽ cho một cái cảm giác là nó thăng bằng cực kỳ tốt luôn, và có thể nói là cực kỳ êm, bởi vì là cái bố trí trọng lượng của cái chiếc xe này thật sự nó gọi là tối ưu luôn các bạn. Trong khi đó thì GLS 450 của chúng ta thì đây là một cái chiếc SUV gầm cao, một cái chiếc xe được đặt một cái động cơ ở phía trước, cho nên về cái tỷ lệ mà phân bố về trọng lượng các bạn thì chắc chắn rồi, thì GLS không thể nào mà tối ưu như là EQS 500 SUV này được. Đó là lý do khi mà các bạn chạy EQS 500 SUV này các bạn sẽ cảm thấy rất là khác so với lại GLS 450 ha. Các anh chị các bạn nào đã từng sử dụng cái xe GLS 450 này rồi thì các anh chị sẽ biết chiếc xe này chạy rất là êm ha các bạn, rất là sướng luôn. Nhưng các anh chị thử chạy cái chiếc xe EQS 500 SUV này đi thì các anh chị các bạn còn thấy nó rất là khác ha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần đầu xe giữa hai cái chiếc xe này. Phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là chắc chắn là đây là hai cái dòng xe khác nhau, cho nên có một cái thiết kế khác nhau hoàn toàn luôn các bạn. Đó, nhưng mà về cái công nghệ đèn của EQS 500 SUV thì sử dụng cái hệ thống đèn Digital Light. Đây là hệ thống đèn có thể nói là tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz luôn. Đó, và bên cạnh đó thì GLS 450 của chúng ta thì được trang bị hệ thống đèn multi beam LED ha. Thực sự Digital Light là một cái hệ thống đèn nó phát triển hơn từ cái hệ thống đèn multi beam LED các bạn. Và với 1,3 triệu tấm gương lật được đặt ở bên trong cái đèn Digital Light này thì giúp cho cái chiếc xe của chúng ta có thể gọi là sáng hơn, hoặc là chiếc xe nó sẽ bố trí những cái luồng ánh sáng nó còn chính xác hơn rất là nhiều so với lại cái đèn multi beam LED thế hệ trước đây ha, trên GLS 450. Đó, thực sự là với cái đèn pha Digital Light này thì các anh chị các bạn có thể là tìm hiểu thêm trên YouTube, đó có rất là nhiều những cái thông tin về hệ thống đèn này, và hệ thống đèn này có thể nói là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz cũng như là trên tất cả những dòng xe hiện tại bây giờ luôn rồi các bạn. Ok, thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cả hai cái chiếc xe này đều được cái trang bị cái camera ở phía trước, chứng tỏ là GLS 450 và EQS 500 SUV đều được trang bị hệ thống camera 360 độ. Mặc dù là camera 360 độ thôi các bạn, nhưng mà đối với EQS 500 SUV của chúng ta các bạn thì được trang bị hệ thống camera 360 độ
dạng 3D luôn. 3D có nghĩa là chúng ta có thể là điều chỉnh những cái góc nhìn của cái chiếc xe này, nó rất là nhiều cái góc nhìn, và chúng ta có thể là quan sát coi như là tốt hơn so với lại hệ thống camera 360 độ của thế hệ trước ha. Tiếp theo nữa thì nhờ cái hệ thống camera 360 độ này thì cái chiếc xe EQS 500 SUV này nó còn có một cái tính năng nữa, đó là tính năng Chain Baron Bonus. Đây là một cái tính năng là cabo trong suốt, có nghĩa là khi mà chiếc xe của chúng ta chạy qua những cái đoạn địa hình mà xấu các bạn, thì ở phía dưới gầm xe nó có những cái vật cản gì, hoặc là có những cái tảng đá hay là có những con vật gì ở dưới cái gầm xe thì chúng ta có thể là thấy được ha, ở dưới gầm xe luôn. Đây là một cái tính năng mà rất là hay trên những cái dòng xe mà điện, cũng như là đặc biệt là trên chiếc xe EQS 500 SUV này. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem phần bên hông một chút xíu các bạn ha. Thì đối với phần mâm xe và kích thước lớp của bánh xe EQS 500 SUV cũng như là GOS 450 thì chúng ta có cùng một cái kích thước các bạn, đó là mâm 21 inch ha. Và đối với xe EQS 500 SUV này thì được trang bị là lớp Goodyear và kích thước lớp là 275/45R21 cho bánh trước ha. Và đối với xe GOS 450 của chúng ta thì được trang bị lớp là Continental và kích thước lớp cũng là 275/45R21, có nghĩa là hai chiếc xe này của chúng ta có cùng một kích thước và bánh sau cũng là như vậy luôn các bạn. Thì GOS 450 của chúng ta được trang bị cái body kit AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là mâm xe cũng là mâm AMG ha. Và EQS 500 của chúng ta cũng được trang bị cái body kit AMG luôn, cho nên các bạn sẽ thấy mâm của EQS cũng là mâm AMG luôn các bạn nha. À, thực sự thì đối với thị trường Việt Nam mình các bạn thì Mercedes-Benz Việt Nam coi như là không ngần ngại chi thêm tiền để mà đặt cái body kit AMG này, bởi vì là Mercedes-Benz rất là hiểu tâm lý của người Việt Nam của mình ha, là thích một cái chiếc xe phải thật sự là nhìn bên ngoài nó phải ấn tượng và cá tính ha. Đó thì đó là lý do tại sao mà gần đây các bạn sẽ thấy là GOS 450 hay là EQS 500 SUV này đều được Mercedes-Benz đặt thêm cái body kit. Nếu mà các bạn ở nước ngoài thì các bạn có thể là trả thêm tiền cho cái body kit này. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy cụm gương của hai cái chiếc xe này nó cũng rất là khác nhau. Đó thì đối với chiếc xe EQS này thì cụm gương chúng ta được đặt ở trên cái cánh cửa xe, cho nên là việc khi mà chúng ta lái xe, các bạn nhìn vào những cái góc bên này các bạn thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thoáng hơn, bởi vì ở đây chúng ta có một cái ô kính nè. Đó thì trong khi đó thì GOS 450 của chúng ta thì vẫn được thiết kế theo cái kiểu truyền thống là cụm gương được đặt ở trên khu vực này ha, trên cánh cửa luôn. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là EQS 500 SUV của chúng ta, đây là một cái thiết kế mới, các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa là dạng ẩn ha, trong khi đó thì đây là cái thiết kế truyền thống. Đó, thật ra là Di cũng đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi đó. Và lý do tại sao chiếc xe này được thiết kế tay nắm ẩn các bạn, thì có thể đây là một cái thiết kế mới, cũng như là đối với những cái chiếc xe thuần điện như thế này các bạn, thì Mercedes-Benz hướng tới một cái chiếc xe nó phải thật là tương lai, thật là khí động học. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là hai cái chiếc xe EQS 500 SUV cũng như là GOS 450 của chúng ta thì đều được có cái bệ bước ha. Đó, và cửa xe của EQS 500 SUV của chúng ta thì không được trang bị cửa hích. Đó, và GOS 450 của chúng ta thì có cửa hích các bạn. Thì thực sự đây là một cái tính năng mà Di thấy nếu mà EQS 500 của chúng ta được trang bị thêm cái cửa hích nữa thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa ha. Đó, cả hai chiếc xe của chúng ta đều được trang bị hệ thống là khóa cửa thông minh và khởi động xe không cần chìa khóa keyless go. Các bạn có thể là chạm vào đây ha, là sẽ lock cửa, và cũng như là chạm vào đây nó sẽ mở cửa. GOS 450 của chúng ta cũng là như vậy. À, một cái điểm nữa rất là đặc biệt các bạn, thì đối với chiếc xe EQS 500 SUV này chúng ta thì cái hệ thống bánh sau này chúng ta có thể đánh lái được luôn các bạn nha, với góc lái lên đến là 10 độ. Đó, giúp cho cái việc mà khi mà chúng ta đi vào cua ở tốc độ cao các bạn, nó sẽ an toàn hơn, cũng như là khi mà chúng ta cần quay đầu trong khu vực hẹp thì đối với một cái chiếc SUV to lớn như thế này thì cho một cái khả năng quay vòng rất là ít nha bạn, ít hơn nhiều so với lại cái chiếc xe GOS 450 luôn. Đây là một cái tính năng mà Di thấy là rất là nhiều những anh chị khách hàng bên Di rất là thích cái tính năng này. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau giữa hai cái chiếc xe này luôn nha. Thì về phần thiết kế thì chắc chắn rồi, khi mà chúng ta nhìn vào thì các bạn sẽ biết đây là một cái chiếc xe rất là tương lai, rất là công nghệ ha. Đó, thiết kế nó rất là tối giản luôn, các bạn sẽ không thấy là những cái chi tiết gì mà lòi ra hay là lõm vào nữa hết, mà được thiết kế rất là liền lạc với nhau, cũng như là những cái đường nét nó được thiết kế rất là tinh giản và có một cái nét gì đó nhìn nó rất là sang trọng và rất là hiện đại các bạn ha. Đó, camera lùi của chiếc xe này thì được đặt ở bên trong cái logo này ha, cần thì chúng ta có việc ấn vào. À,
các bạn thấy không? Thì đối với cái chiếc xe này là một cái chiếc xe 7 chỗ các bạn, cho nên là như thấy là cái phần cốp sau của cái chiếc xe này thì cũng không phải là quá to đâu. Trong những trường hợp mà chúng ta cần chở đồ nhiều hơn thì các bạn có thể là gập cái hàng ghế này lại. Thì đối với cái chiếc xe GLS 450 của chúng ta cũng là như vậy thôi các bạn. Đó, ngoài ra thì Di thấy là cái khu vực chỗ này các bạn, khu vực cái chỗ khi mà chúng ta dựng cái ghế lên đó, thì đối với cái chiếc xe điện này các bạn nha, thì Di thấy là đâu đó nó sẽ rộng hơn một chút xíu so với lại cái GLS 450. Và với cái chiếc xe EQS 500 SUV này các bạn thì không được trang bị cái bánh xe dự phòng, chúng ta chỉ được trang bị cái bộ lốp xe, bộ vá lốp xe thôi, khẩn cấp thôi. Nó sẽ nằm ở đây, nó bao gồm một cái bơm điện và một cái bình keo vá xe, Di sẽ để ở đây ha, cũng như là những cái đồ theo xe. Đó. Và đối với cái chiếc xe EQS 500 này các bạn thì được trang bị hai cái tai nghe, bởi vì là xe của chúng ta có hai cái màn hình giải trí ở phía sau. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có những cái sách hướng dẫn sử dụng ha, hầu như là xe nào cũng có rồi. Như sẽ để ở đây một cái túi để chúng ta để cái sợi dây sạc này nè các bạn. Đó. Cái sợi dây sạc này là cái sợi dây sạc để trong trường hợp mà chúng ta đi đi sạc á, những cái chỗ mà có thể là dây nó ngắn quá chúng ta có thể là kéo dài ra ha, bằng cái sợi dây sạc này. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong nội thất của cái chiếc xe EQS 500 SUV này nha. Trước khi đi vào bên trong nội thất các bạn thì Di có một cái điểm bổ sung ha, là cả hai cái chiếc xe GLS 450 cũng như là EQS 500 SUV này của chúng ta đều sử dụng hệ thống treo khí nén Ematic hết ha, hệ thống phuộc hơi. Hiện tại bây giờ Di đã ngồi vào bên trong không gian của cái chiếc xe EQS 500 SUV này rồi. Thực sự đây là một cái chiếc xe có thể nói gọi là rất là tương lai, rất là công nghệ luôn các bạn. Và Di dám chắc luôn hiện tại trên thị trường các bạn không có một cái chiếc xe nào có một cái cabin đẹp như cái chiếc xe EQS 500 SUV này luôn ha. Cái đó là Di chắc chắn luôn. Bởi vì là EQS 500 SUV này của chúng ta sử dụng một cái màn hình gọi là Hyper Screen. Đây là một cái màn hình gọi là siêu màn hình luôn các bạn. Các bạn thấy nè, màn hình được kéo dài từ cái khu vực bên vô lăng nè, kéo dài qua tận bên khu vực ngồi luôn, người ghế phụ bên này luôn ha. Đó, tổng cộng là chúng ta sẽ có 3 màn hình ha. Một là màn hình để hiển thị tới tốc độ, hai là cái màn hình để chúng ta giải trí và có thể là xem đường nè. Đó, một cái bản đồ rất là to ở trên này các bạn ha, rất là mượt mà, rất là sắc nét luôn. Bởi vì đây là màn hình OLED các bạn nha, cho nên là khi mà chúng ta đi vào trời nắng á, các bạn cũng sẽ thấy là một cái độ nét rất là sáng và rất là nét ha. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái màn hình nữa để dành cho cái người ngồi bên cạnh ha, có thể là xem phim, nghe nhạc hoặc là giải trí luôn. Đó, bên cái màn hình này rất là đẹp ha. Quá là tuyệt vời luôn. Thì trong khi đó thì các bạn sẽ thấy là GLS 450 của chúng ta thì chỉ được trang bị cái màn hình MBUX thế hệ đầu tiên thôi. Đó, nhưng mà đối với EQS này thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt rất là nhiều ha. Đó, và ngoài ra thì đây là một cái chiếc xe có thể nói là hướng tới cho người lái rất là nhiều, cho nên là vô lăng của chúng ta vẫn là vô lăng AMG, vô lăng đáy bằng luôn các bạn nha. Và đây là vô lăng thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz cũng như là AMG rồi. Đó, còn lại thì các bạn sẽ thấy là những cái thao tác về số hay là xi nhan hay là gạt mưa thì nó y chang nhau hết. Đó là một cái tiêu chuẩn chung rồi các bạn ha. Ok, các bạn sẽ thấy là khu vực này nè, được thiết kế một nguyên một cái dãy máy lạnh nè, nó được âm vào bên trong này, nó rất là liền ha. Nó sẽ không còn những cái hốc máy lạnh vuông vuông như là GLS 450 nữa. Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là hệ thống đèn viền của chiếc xe EQS 500 này của bạn nó cũng sẽ khác. Đây là hệ thống đèn viền thích ứng các bạn nha. Cho nên là khi mà di chuyển cái nhiệt độ nè, thì các bạn sẽ thấy là đèn của máy lạnh nó bắt đầu là nó chuyển màu ha. Đó. Tăng nhiệt độ thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ, còn giảm nhiệt độ thì nó sẽ chuyển sang màu xanh ha. Ngoài ra với cái đèn nội thất thích ứng này các bạn thì còn có một cái tính năng nữa là cảnh báo điểm mù nữa, có nghĩa là ngoài cái tính năng cảnh báo điểm mù và được nhấp nháy trên gương thì cái phần mà đèn nội thất của chúng ta nó cũng sẽ cảnh báo lên luôn, giúp cho cái việc mà khi chúng ta lái xe các bạn, chúng ta sẽ nhận được những cảnh báo gọi là trực quan coi như là sớm hơn. Đó, rất là hay ha, rất là an toàn. Đó, và một điểm nữa các bạn, thì đối với cái chiếc xe EQS 500 SUV này, đây là một cái chiếc xe như nói là công nghệ và hiện đại nhất. Tất cả những cái gì hiện đại nhất của Mercedes-Benz đều tích hợp trên cái chiếc xe này. Cho nên là các bạn sẽ thấy là EQS 500 SUV này được trang bị cái hệ thống thứ nhất là cảnh báo điểm mù ha, chủ động nè. Thứ hai nữa là hệ thống cảnh báo làn đường chủ động nè. Thứ ba nữa là tính năng đề phòng va chạm. Đó, và thứ tư nữa là tính năng giữ khoảng cách. Đây là bốn cái tính năng mà Di thấy chỉ có trên cái xe EQS 500 SUV này thôi mà GLS 450 hiện tại vẫn chưa có các bạn nha. Đây là một cái gói mà hỗ trợ lái xe rất là tuyệt vời trên cái dòng xe
EQS 500 SUV này, nếu các bạn đi thường xuyên trên cao tốc hoặc là đi trong thành phố nhiều các bạn, thì cái hệ thống mà nguyên cái gói hỗ trợ này nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều, giúp cho cái việc lái xe của chúng ta nhàn hơn và nó an toàn hơn ha. À, đây là một cái điểm mà cũng rất là vượt trội trên cái chiếc xe EQS 500 SUV này. À, ok. Tiếp theo nữa các bạn là đối với cái hệ thống màn hình này thế hệ mới các bạn, cho nên là việc kết nối cái điện thoại của chúng ta bạn qua Apple CarPlay là không cần dây nữa bạn nha. À, không cần dây nữa, thì trong khi đó thì Apple CarPlay trên cái xe GLS 450 của chúng ta còn phải cắm dây ha. Đây cũng là một cái điểm mới trên cái xe điện này. Có rất là nhiều thứ luôn các bạn ơi, rất là nhiều thứ rất là mới trên cái xe này mà hầu như là GLS 450 của chúng ta không có. Bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe này ha. Ở khu vực phía sau này thì các bạn sẽ thấy là GLS 450 hay là EQS 500 SUV này thì đều được trang bị cái hệ thống máy lạnh ở phía sau luôn. Ở ngoài phía sau chúng ta có thể điều khiển được hết ha, nó giống nhau. Đó, nhưng mà đối với EQS của chúng ta thì có hai cái màn hình giải trí ở phía sau này ha. Đó, màn hình MBUX cho màn hình phía sau để chúng ta giải trí ha, có thể là sử dụng headphone để nghe nhạc hoặc là xem phim. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là EQS 500 SUV hoặc là GLS 450 của chúng ta đều được trang bị loa Boommaster. Nhưng đối với chiếc xe điện này bạn thì được trang bị cái loa Boommaster thế hệ mới, nó lên đến là 15 loa. Trong khi đó thì GLS 450 của chúng ta được trang bị là 13 loa, công suất là 570W ha. Nó cũng có khác nhau một chút xíu. Đó, cả hai chiếc xe này của chúng ta đều được trang bị cửa sổ trời toàn phần. Ok, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là GLS 450 của chúng ta thì được trang bị cái rèm ở phía sau ha, rèm bằng điện ở phía sau, nhưng mà cửa kính ở phía sau là cửa kính sáng màu. Trong khi đó thì EQS 500 SUV của chúng ta thì không được trang bị cái rèm điện, nhưng mà được trang bị cái kính tối màu ha. Đó, bù qua sớt lại các bạn ha, được cái này mất cái kia. Ngoài ra thì đối với cái hàng ghế phía sau các bạn, thì cả hai chiếc xe chúng ta chỉ việc khi mà muốn lên ở hàng ghế phía sau, chúng ta chỉ việc là bấm một cái nút ở đây ha, thì tự động ghế chúng ta sẽ được bật lên. Thì với cái chi tiết này thì GLS 450 hay là EQS 500 SUV này của chúng ta thì nó đều là giống nhau ha. Còn khi mà chúng ta đi vào bên trong rồi thì chúng ta có thể là bấm cái nút ở đây để đóng lại, sẽ giống nhau cái chi tiết này. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem phần động cơ của cái chiếc xe GLS 450 này ha, cũng như là EQS. Thì đối với các chiếc xe GLS 450 của chúng ta thì được trang bị động cơ 3.0 lít, công suất lên đến là 367 mã lực và sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp 9G Touring ha. Trong khi đó thì EQS 500 SUV của chúng ta đây là một chiếc xe thuần điện 100%, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng hai cái motor điện trước và sau, hay còn gọi là 4MATIC các bạn. Đó, thì đối với các chiếc xe EQS 500 SUV này nó cho công suất lên đến là 449 mã lực các bạn nha. Rất là mạnh. Thì với cái công suất này thì Duy nghĩ nó sẽ tương đương với một chiếc xe sử dụng cái động cơ 8 máy 4.0 lít luôn, chứ không phải là 3.0 mà 6 máy như chiếc xe này nữa. Và cái moment xoắn nó lên đến là 850 Newton trên mét. Thì đây là một cái chiếc xe mà có một cái sức mạnh nó rất là lớn luôn. Cho nên là cái việc mà khi chúng ta lái chiếc xe EQS 500 SUV này, đảm bảo các bạn sẽ phấn khích hơn rất là nhiều so với chúng ta lái chiếc xe GLS 450. Đây là một cái điều mà có thể nó không phải là gọi là dìm chiếc xe GLS 450 các bạn, đó là nhưng các bạn xem vào cái thông số là các bạn có thể biết ha, các bạn có thể hình dung ra được nó tương đương với một chiếc xe 8 máy rồi, rất rất là mạnh luôn. Và với cái chiếc xe EQS 500 SUV này, một lần sạc thì chúng ta đi được khoảng đâu đó từ 500 cây đến 600 cây đó, thì với một dung tích bình điện lên đến là 108 kWh thì khi mà chúng ta sạc đầy bình này các bạn thì nó tốn đâu đó khoảng tầm hơn 200.000 tiền điện thôi ha. Rất là một cái con số như rất là thấp luôn. Ở bên cạnh đó thì GLS 450 của chúng ta, nếu mà chúng ta đi khoảng 600 cái số các bạn, thì các bạn có thể trả đâu đó khoảng 2,2 triệu đồng tiền xăng ha. Và thực sự các bạn, EQS 500 SUV các bạn thì khi mà các bạn xem lại ha, hầu như là tất cả mọi thứ luôn, thì EQS 500 SUV của chúng ta đều có những cái thông số rất là vượt trội hơn rất là nhiều ha. Đó, ngoài ra thì với hai cái chiếc xe này các bạn, nó còn có những cái chi tiết khác nữa, nhỏ nữa mà rất là nhiều thứ. Nếu mà Di đề cập hết trong cái video clip này thì có thể nói là rất là dài luôn. Ok, bây giờ Di sẽ xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là EQS 500 SUV hoặc là GLS 450 SUV này, thì thật sự hai chiếc xe này bên Di hiện tại đang có một cái chính sách giá rất là tốt trong tháng 3 này luôn. Đó, nếu các bạn quan tâm một trong hai cái chiếc xe này thì có thể là gọi điện trực tiếp cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.